Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, nhắc đến các loại rau họ cải thì chắc hẳn là chúng ta đều biết rằng đây là một loại rau mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của con người. Điển hình như là cải xoăn, bắp cải là những thực phẩm có lượng dinh dưỡng phong phú mà bất cứ cô bác nào ở đây cũng không thể bỏ qua. Thế nhưng phần lớn chúng ta có thói quen là ăn các loại rau quen thuộc mà bỏ qua cải vồng. Mặc dù vậy, có thể nói rằng đây là một loại rau có thể giúp cho chúng ta phòng ngừa được nhiều căn bệnh vô cùng nguy hiểm và khó chữa. Trong đó phải kể đến các bệnh có liên quan đến tim mạch và ung thư. Vậy thì cụ thể, loại rau này có những lợi ích gì đối với sức khỏe của con người? Câu trả lời sẽ được Sống Khỏe Mỗi Ngày giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời cô bác cùng tôi theo dõi ngay sau đây, cô bác nhé! Lợi ích đầu tiên được nhắc đến đó chính là giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại bệnh tật. Như tôi đã chia sẻ, hầu hết cô bác thường có thói quen là lựa chọn thực phẩm theo mùa. Thành ra mùa đông cô bác sẽ ưu tiên ăn bắp cải, mùa hè thì chúng ta thường mua nhiều cải lá xanh. Tuy nhiên, nói về độ bổ dưỡng hơn cả, cải vồng mới là loại rau mà cô bác nên ăn hàng ngày. Bởi lẽ cải cầu vồng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp cho cô bác chống lại các gốc tự do trong cơ thể, qua đó giúp giảm nguy cơ mắc một số căn bệnh. Cô bác có thể chưa biết đó thôi, các chất chống oxy hóa trong cải vồng là polyphenol, vitamin C, vitamin E và các sắc tố thực vật carotenoid, chẳng hạn như là beta-carotene. Những chất dinh dưỡng này giúp cho cô bác bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do. Hơn nữa, một chế độ ăn uống có nhiều chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính đấy cô bác. Ví dụ, trong một đánh giá 18 nghiên cứu, những cô bác tiêu thụ nhiều beta-carotene nhất có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi thấp hơn đáng kể so với những cô bác tiêu thụ ít nhất. Chưa kể, cải cầu vồng có chứa nhiều chất chống oxy hóa và flavonoid, bao gồm quercetin, caempferol, rutin và vitesin. Trong đó thì caempferol là một hợp chất chống viêm mạnh, có thể có đặc tính chống ung thư đấy cô bác. Ví dụ, một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy rằng caempferol đã tấn công các tế bào ung thư tuyến tụy mà cô bác dễ mắc phải bằng cách làm chết tế bào và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng vitesin, một loại flavonoid khác được tìm thấy trong cải cầu vồng, có thể giúp cho cô bác chống lại bệnh tim bằng cách là hạ huyết áp, giảm viêm và ức chế đông máu. Tiếp theo, cải vồng giàu chất xơ và tốt cho tiêu hóa. Như chúng ta đã biết thì chất xơ là một chất dinh dưỡng có nhiều chức năng quan trọng trong cơ thể. Chất xơ cung cấp vi khuẩn có lợi cho đường ruột, thúc đẩy nhu động đường ruột, giúp cho cô bác duy trì mức cholesterol khỏe mạnh và làm chậm quá trình tiêu hóa, ổn định lượng đường trong máu. Trong khi đó, một cốc cải vồng nấu chín, tức là khoảng 175g, cung cấp khoảng 4g chất xơ, tương đương với 15% RDI. Các tổ chức y tế như là Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ và Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ ít nhất từ 25 cho đến 30g chất xơ mỗi ngày từ thực phẩm. Bên cạnh đó, một chế độ ăn nhiều chất xơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những cô bác ăn chế độ ăn giàu chất xơ có tỷ lệ ung thư ruột kết, ung thư dạ dày và bệnh tim thấp hơn. Ngoài ra thì nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cô bác theo chế độ ăn nhiều chất xơ có trọng lượng cơ thể thấp hơn đáng kể so với những cô bác theo chế độ ăn ít chất xơ. Tác dụng thứ ba đó là rất giàu vitamin K, tốt cho xương. Nhiều cô bác ở đây thường có suy nghĩ như thế này, muốn bổ xương khớp thì phải ăn nhiều xương, bởi lẽ từ lâu người Việt đã có quan niệm ăn gì bổ đó rồi. Thế nhưng có một vài loại rau không chỉ cực tốt cho hệ xương khớp mà còn rất giàu vitamin K đấy cô bác. Và trong đó thì rau cải ngồng chính là một điển hình. Nói rõ hơn để cô bác hiểu thì vitamin K là một nhóm các hợp chất hòa tan trong chất béo, bao gồm vitamin K1 piloquinone và vitamin K2 menaquinone. Trong khi đó, K1 chủ yếu được tìm thấy trong thực vật có nhiều trong cải vồng. Một cốc, tức là khoảng 175g cải vồng nấu chín, cung cấp 716% RDI vitamin K1 của bác nhé. Hơn nữa, chất này còn tham gia vào nhiều quá trình quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Ví dụ như, loại vitamin này rất cần thiết cho quá trình đông máu và các chức năng khác nhau của tế bào. Nó cũng cần thiết cho sức khỏe của xương khớp. Cơ thể của cô bác cần vitamin K để tái tạo thành osteocalcin, một loại protein liên quan đến quá trình hình thành và duy trì sức khỏe của xương khớp.
Ngược lại, nếu như thiếu vitamin K thì có liên quan đến việc tăng nguy cơ loãng xương và gãy xương. Mặt khác, những cô bác tiêu thụ chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin K sẽ có tỷ lệ bị loãng xương thấp hơn đấy nhé. Lợi ích tiếp theo của rau cải vồng đó chính là tốt cho tim mạch. Cô bác biết rồi đó, một chế độ ăn nhiều rau và trái cây đã được chứng minh là làm giảm các yếu tố nguy cơ của bệnh tim, chẳng hạn như là viêm, cholesterol và cao huyết áp. Trong đó, như tôi đã chia sẻ, thì rau cải vồng có chứa nhiều kali, canxi và magie, các khoáng chất giúp duy trì huyết áp được khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu lớn đã chỉ ra rằng những cô bác nào ăn nhiều rau lá xanh như là rau cải vồng sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Một nghiên cứu trên 173.000 cô bác cho thấy rằng cứ tăng thêm một khẩu phần rau mỗi ngày thì nguy cơ mắc bệnh tim sẽ giảm đi 11%. Hơn nữa, những cô bác nào có lượng tiêu thụ rau xanh nhiều nhất, tức là khoảng 1,5 khẩu phần ăn mỗi ngày thì sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn đến 17% so với những cô bác có lượng tiêu thụ rau thấp nhất nữa đấy nhé. Do vậy, cô bác đừng ngần ngại mà bổ sung loại rau này để có thể cải thiện sức khỏe của tim mạch mình, cô bác nhé. Và cuối cùng, có thể làm giảm kháng insulin và giảm đường huyết. Cô bác cứ để ý mà xem, càng nhiều tuổi thì các chuyên gia về sức khỏe thường khuyên chúng ta là nên ăn hạn chế tinh bột thôi. Bởi lẽ, điều này sẽ giúp cho cô bác hạn chế nguy cơ mắc bệnh đường huyết. Tuy nhiên, thói quen ăn cơm hàng ngày đã trở thành một điều mà cô bác khó bỏ trong ngày 1, ngày 2. Thành ra, việc bổ sung các thực phẩm kháng insulin và làm giảm đường huyết là điều mà cô bác cần phải làm. Nhiều nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng rau cải cầu vồng có lợi ích độc đáo trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu của chúng ta. Ngoài ra thì cải cầu vồng có thể cung cấp các lợi ích đặc biệt trong chế độ ăn của các bệnh nhân được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường. Theo đó, ngoài axit sialicylic, cải cầu vồng còn có chứa một lượng rất tốt chất xơ, hơn 3,5 gram cho mỗi chén nấu chín và một lượng protein rất tốt, gần 3,5 gram cho mỗi chén nấu chín. Các loại thực phẩm có chất xơ và protein phong phú là một cách tuyệt vời để giúp ổn định lượng đường trong máu của chúng ta, vì chúng giúp điều chỉnh tốc độ tiêu hóa và giữ cho thực phẩm di chuyển với tốc độ vừa phải thông qua đường tiêu hóa của cô bác. Hơn nữa, rau cải cầu vồng có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có thể làm giảm lượng đường trong máu. Ví dụ như là chất xơ của cải vồng có thể giúp cho cô bác duy trì mức đường huyết khỏe mạnh hơn. Thực phẩm giàu chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, làm giảm tốc độ hấp thụ đường vào trong máu và ngăn ngừa đường huyết tăng cao. Chất xơ cũng giúp giảm tình trạng kháng insulin, tình trạng tế bào ngừng phản ứng với insulin của bác nhé. Điều này có liên quan đến việc gia tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và bệnh béo phì mà cô bác thường dễ gặp phải. Như vậy thì việc tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu chất xơ có thể cải thiện các triệu chứng ở những cô bác nào mắc bệnh tiểu đường và kháng insulin, đồng thời làm giảm nguy cơ mắc các bệnh này ngay từ đầu. Thêm vào đó, cải cầu vồng có chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn như là axit alpha lipoic ALA đã được chứng minh là làm giảm kháng insulin và cải thiện các biến chứng có liên quan đến bệnh tiểu đường, bao gồm cả tổn thương thần kinh mà cô bác có thể mắc phải. Một đánh giá của 23 nghiên cứu kết luận rằng những cô bác nào ăn nhiều rau lá xanh thì có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thấp hơn 13% so với những cô bác ăn ít đấy nhé. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng chứng minh rằng khả năng của các chất chiết xuất từ cải cầu vồng giúp cho cô bác bảo vệ gan khỏi bị tổn hại trong trường hợp động vật bị bệnh tiểu đường gây ra. Bởi vì bảo vệ gan có thể là một mục tiêu quan trọng trong việc quản lý bệnh tiểu đường ở cô bác. Khả năng này của rau cải cầu vồng giúp bảo vệ gan có thể là một lý do nữa, lý giải tại sao việc ăn rau này được coi là mang lại lợi ích đặc biệt trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu cũng như là quản lý chế độ ăn uống của người bệnh tiểu đường, cô bác nhé. Cô bác thân mến, có thể nói rằng cải cầu vồng là một loại rau lá xanh có chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nó có chứa một lượng lớn chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa mà cơ thể của chúng ta rất cần. Hơn thế nữa, cải cầu vồng có thể dễ dàng được thêm vào trong thực đơn hàng ngày. Cô bác có thể xào riêng cải cầu vồng hoặc là cho thêm vào các món hầm, salad, món xào và mì ống. Tuy nhiên, cô bác cũng không nên vì như vậy mà ăn uống vô tội vạ. Bởi vì mùa nào sau nấy, kể từ tháng 9 cho đến tháng 4 chính là thời điểm vàng để ăn rau cải. Lúc này, cải rất non, lá xanh, giòn, ngọt và dồi dào chất dinh dưỡng.
Vậy nên, việc chọn rau đúng mùa để ăn sẽ giúp cho các gia đình hạn chế được dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc tăng trưởng, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cả gia đình nhà mình. Và đặc biệt, nếu cô bác sử dụng sai cách loại rau này, ngược lại sẽ tự rước bệnh vào thân cô bác nhé. Do vậy, trong phần tiếp theo video ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày, tôi xin được cảnh báo 3 nhóm người không nên ăn rau cải kẻo ôm họa vào thân. Xin mời cô bác hãy cùng tôi theo dõi và tránh xa nhé. Thứ nhất là những cô bác nào đang mắc bệnh suy giáp. Có nhiều cô bác ở đây thường có tâm lý thế này, rau củ là loại thực phẩm lành mạnh, thế nên chúng ta ăn uống thoải mái mà ít khi nào lưu ý đến điều đại kỵ của chúng. Và trong đó thì cải vồng cũng không ngoại lệ đâu cô bác. Mặc dù rau cải có chứa nhiều loại vitamin và dinh dưỡng tốt cho chức năng của tuyến giáp, tuy nhiên nếu cô bác nào đang có vấn đề về tuyến giáp, đang điều trị bệnh suy giáp, ung thư tuyến giáp, biếu cổ thì không nên ăn, bởi vì rau cải có chứa collagen, một chất có thể gây biếu cổ, có thể làm cho bệnh biếu cổ hoặc là tuyến giáp trở nên trầm trọng hơn. Nếu muốn ăn, cô bác đang mắc bệnh suy giáp cần phải ngâm rửa thật kỹ rau cải rồi mới chế biến để có thể loại bỏ đi hết chất collagen có trên rau. Cô bác cũng có thể hỏi ý kiến của bác sĩ về liều lượng rau cải phù hợp chúng ta mới sử dụng cô bác nhé. Thứ hai là phụ nữ mang thai. Như chúng ta đều biết, chế độ dinh dưỡng của bà bầu là một điều cần lưu ý và đặt lên hàng đầu. Và hiển nhiên, việc người mang thai ăn rau xanh và hoa quả là rất tốt. Nhưng mà khi ăn thì cô bác nên chọn lọc, bởi vì rau cải là một loại rất dễ sâu bọ, vì vậy mà nguy cơ phun thuốc là rất cao. Tốt nhất bà bầu chỉ nên ăn rau cải có nguồn gốc rõ ràng và tự được trồng tại nhà. Trước khi ăn thì cần phải ngâm rửa kỹ để có thể loại bỏ hết chất hóa học nếu có. Ngoài ra, rau cải ăn sống hay là rau cải muối đều không thích hợp với trẻ em, phụ nữ có thai đâu cô bác nhé. Thứ ba, những người mắc bệnh gút không nên ăn rau cải vồng. Như tôi đã chia sẻ, các loại rau cải có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, trong đó có purin ở nhóm B, khoảng 50-150mg trên 100g. Thế nhưng điều đáng nói, các thực phẩm có hàm lượng purin cao có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh gút cho chúng ta. Vì vậy mà những người thuộc nhóm nguy cơ mắc bệnh gút cao thì nên hỏi ý kiến của bác sĩ về liều lượng sử dụng về loại rau này nhé. Bên cạnh đó, khi đi mua rau cải, cô bác cũng nên chọn loại rau non, lá xanh, mỏng, cuống to. Không nên ăn rau sống, bởi vì loại rau này thường được bón phân có chứa nhiều nitrat. Sau khi đã chế biến, rau cải vồng cần phải được ăn ngay, không nên để rau qua đêm, bởi vì lượng nitrat trong rau để lâu sẽ biến đổi thành nitrit và gây nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Cô bác thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay, cô bác sẽ sử dụng cải vồng một cách hợp lý để nhận về 5 lợi ích điển hình tốt cho sức khỏe sau đây. Lợi ích đầu tiên được nhắc đến đó là giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại bệnh tật. Tiếp theo, cải vồng giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa. Tác dụng thứ ba, rất giàu vitamin K, tốt cho xương. Lợi ích tiếp theo của rau cải vồng đó là tốt cho tim mạch. Và cuối cùng là có thể làm giảm kháng insulin và giảm đường huyết. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng với cô bác đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan và tránh những lo lắng, suy nghĩ tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là một chế độ ăn uống điều độ đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.